Hello, chào bạn, mình là Mô Việt và trong clip này chúng ta sẽ review cái bộ trang phục hết sức là xinh đẹp của vị tướng Theo Lát. Đẹp lung linh như một công chúa ngủ trong rừng em ơi. Đấy. Và cũng rất là nảy nở, rất là to. Trời ơi, to thế này làm sao mà chịu được thế này. Ok, không xét tình vấn đề này nữa này, mọi người bảo Mô Ba Việt dê thì không được đâu. Ăn chim nha. Có chừng trị mà sắn gì nhỉ. Ở chỗ này muốn đi rừng nhưng mà không cho đi rừng thôi, đành đi lên cầm chừng trị vậy. Thử sức mạnh của Theo Lát đi rừng trong phiên bản này nó có ok không. Mặc dù bị giảm sức mạnh nhưng mà Theo Lát của chúng ta vẫn rất là mạnh em ơi. Đó, đánh có rất là phê. Nếu mà có cả bộ trang phục này nữa thì nó phê hơn. Đấy, anh em nhìn thấy chưa? Bộ trang phục màu trắng vàng nhìn trông rất là xinh đẹp. Và trông cũng rất là sang nhá, trông rất là phê. Đó, nhìn trong trắng dễ thương hơn cái bộ trang phục màu kia rất nhiều. Một bé. Rồi có bộ đỏ thì chạy làm sao, tiếp tục tu nen. Dí luôn. Có bộ đỏ rồi bạn ơi. Bắt luôn này, chạy, bất tử nhưng mà vẫn bất tử nghĩa là sắp chết ý. Rồi ok. Ăn luôn rồng. Ở level 3 solo rồng. Rồng hấp ám, bây giờ xem có solo được không. Cảm thấy vẫn rất là ok. Máu tụt vẫn rất là đều. Hồi đó bổ phát 400 máu kìa. Rồi đó. Vẫn solo rồng vẫn rất là ok. Quá xinh đẹp anh em ơi, bộ trang phục này quá xinh đẹp, quá dễ thương. Phê thật đấy. Mod skin có nhiều cái hay. Được trải nghiệm những cái bộ trang phục trước thôi. Mình chỉ làm clip thôi. Chứ không phải là chơi thường xuyên. Nên thành ra là ít có cơ hội được ngắm em Theo Lát. Nhưng mà nếu mà khi nào nhớ lại dở ra ngắm thôi, bắn hụt rồi. Đẹp quá anh em ạ. Thực sự là đây là bộ trang phục rất là đẹp. Hình như bộ trang phục này cặp đôi với bộ trang phục của Arthur. Arthur thì là đa tình kiếm, em này là hình như là đa tình cung hay là tuyệt tình cung gì cái đấy. Ok đó. Chúng ta tìm tên để làm tiêu đề clip. Ok, bởi vì một cái bộ trang phục hết sức là đẹp, quá đẹp luôn ý. Chắc chắn là các bạn gái chơi Theo Lát sẽ chắc chắn là phải mua rồi. Thì bạn trai cầm Thor, còn bạn gái thì cầm Theo Lát. Đấy. Đây chắc chắn là bộ trang phục có khi là đẹp hơn cả cái bộ trang phục tình nhân của Lữ Bố và Điêu Truyền cơ. Đấy. Hy vọng là cái bộ trang phục này sẽ ra trong dịp mà lễ tình nhân năm nay. 14 tháng 2. Hy vọng như vậy. Các bạn sẽ có cơ hội nhờ lời của em Trôn chơi được cái bộ trang phục này thì rất là phê. Mình cũng đang đây rất là phê rồi. Thôi bị kéo rồi. Tóm luôn, chưa cuối luôn các bạn ơi. Tóm đi bạn ơi. Không có chưa cuối á. Tiếc nhỉ. Quả đấy mà có chưa cuối ra là ăn được rác béo rồi. Cứu mình. Chạy nhanh đi bạn ơi, đứa đòn mà chạy nhanh vậy. Rồi phải đứng cản đường cho mình chứ. Vị tướng Aram là một tướng đỡ đòn anh em ơi. Đỡ đòn phép như kiểu đi đua ấy. Mà con này nó khả năng hút máu rất là trâu. Nó trâu từ level 1 cơ. Đấy. Thủ đường. Ok, và cái lối trang bị mình trình bày nha trong clip này thì để bên dưới nhá. Còn cái bảng ngọc cho Theo Lát thì ok, bắn luôn. Thì các bạn dùng ngọc như vậy khi thôi. Chí mạng là ngọc đỏ.
Út Máu là Ngọc Tím và Công Lý Xuyên Giáp là Ngọc Lục. Kinh quá, thì bạn tận 3 người ép đây. Team mình chưa mãi, dừng đến rồi. Dừng lấy đôi tay ở rồng ra búa trả mà, đúng rồi. Bắn luôn. Tiêu cuối lại, béo này. béo, chạy được không ạ? Béo, không thể chạy được. Ok, tiếp tục bắn luôn. Rocker, uầy, gần chết kìa. Nói chung nói với khả năng bắn làm chậm và bắn xa thì theo lát là vô đối rồi. Nhưng mà công nhận chơi bộ trang phục này rất là phê anh em ạ. Đánh rất là sướng. Bắn trụ. Ôi, bắn nhầm người rồi. Ok, xong trụ rồi, giết luôn Bioma. Bọn này là tên là Trẻ Châu 2K6 cơ. Chắc là bạn này sinh năm 2K6. Just let us escape and fly away tonight. Ok, mình sẽ lên món truy cổ trước nhá, để tăng cái tốc chạy của vị tướng theo lát. Sau đó mình lên cái phối hợp kiếm sau. Lên truy cổ xong lên thương chiến phá rồi lên phối hợp kiếm. Bởi vì khi anh em lên cái truy cổ ấy, đánh rất là phê nhá. Đây giờ anh em chú ý lên cái món đồ cấp 2 này trước. Nó tăng tốc chạy anh em rất nhiều. 10% tốc chạy đấy, không phải chuyện đùa đâu. Ở cộng với nội tại của cái món đồ thánh kiếm nữa thì thực sự là chạy rất là nhanh. Ok, đó vừa rất thích hợp với nồi đánh hit and run của vị tướng theo lát này, vừa đánh vừa chạy đấy. Ok, các bạn đánh theo lát thì đánh theo kiểu hit and run nha, đánh rất là phê với cái món đồ truy cổ và thánh kiếm. Rồi, béo này, ấy chết luôn kìa. Rồi, ôi thanh niên này, tốc biến ngược kìa bạn ơi. Rồi, bắn rất là xa. John, chết luôn. Người tình cũ của Theo Lát, bạn trai cũ, chết sấp mặt. Bây giờ Theo anh chàng đã thò cơ. Anh tàng sở hữu cái thanh kiếm vừa to vừa dài đấy. Trời ơi. Trước cung của cung của John vé mà ngắn quá, không đủ đô. Ok. Hắn thò đúng là sử dụng cái thanh kiếm vừa to, vừa dài, vừa sắc đấy. Chuyên để sắc thịt heo. Ok. Lên bảng đấy. Tôi về các bạn ơi, đi pha hồi máu cái. Ở để cầm cái bảng bổ trợ trùng trị lên thì anh em phải giữ vị trí tốt thì mới mạnh được. Hoặc là nếu mà team bạn có ít sát thủ, chứ team bạn có nhiều sát thủ thì cũng hết sức nguy hiểm nhá.
À, mỗi đội trang bị đều phù hợp với một đội hình nhất định nhá, chứ không phải là đội trang bị nào phù hợp với đội hình nào đâu. Tất cả dùng một cho tất cả đó là điều không tưởng anh em ơi. Không thể không tưởng luôn. Đó. Rồi một bé. Quá xanh rồi, 10-07 rồi anh em ơi. Rồi do này. Do này. Ơi sao gần chết thế bạn ơi. Ok. À, như vậy là video clip mình review anh em cái bộ trang phục hết sức là xinh đẹp, dễ thương và rất là to của vị tướng Eolat đến đây là hết rồi. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo. Bye bye. Hãy subscribe YouTube Liên Quân để được xem những nội dung chính thống.